dù gì cũng xa nhau rồi. Ngày nào chiếc hôn bao đêm dã rời, giờ đã hết rồi, chỉ còn hơi ấm trên bờ môi. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Tình yêu và âm nhạc được phát sóng trên Đài Việt Media 57.14 hàng tuần vào thứ năm. Và xin chúc cho tất cả quý vị bước sang tuần mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn luôn được bình an trong cuộc sống. Hôm nay trong chương trình chúng tôi có một khách mời rất là đặc biệt. Một người bạn rất là thân của tôi từ hồi trước 75. Anh em chúng tôi đã có những thời sinh hoạt nhạc trẻ, cái thời club Mỹ ngày xưa. Mà một trong những người hiếm hoi còn lại sót lại tới bây giờ trong cái đợt mà trước 75 mà anh vẫn còn hoạt động, vẫn còn yêu âm nhạc giống như tôi vậy. Xin giới thiệu ca nhạc sĩ Đắc Lân. Cảm ơn Trung Nghĩa, cảm ơn Mạnh Nhi. Xin lời tao đang gửi lời chào đến khán giả cái. Đắc Lân xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả và cũng cảm ơn Trung Nghĩa và Mạnh Nhi đã tạo cho mình một cái cơ hội để mình có thể hàn huyên tâm sự. Đắc Lân với ông, cái chỗ này á, là cái chỗ mà hai tụi này muốn chỉ là anh em gặp nhau nói chuyện về tụi mình là có âm nhạc thôi, đam mê âm nhạc thật ra. Tất cả tụi này tập trung vào âm nhạc nhưng mà trong một cái không gian, một cái không khí thật là live, thật là mộc, không có phải mà band hay là full man band có không cái. Thường là mình lên sân khấu là band live rồi, bây giờ hôm nay là mình hát mộc, không có microphone, không âm thanh. Bây giờ nói hỏi Đắc Lân nè. Đắc Lân với Trung Nghĩa, cái khoảng thời gian mình bắt đầu cũng gần nhau, bị Đắc Lân nói sơ sơ về cái nhạc, thời gian chơi nhạc. Mình nhớ hình đâu vào năm 1969 của thế kỷ trước. Phải gọi là thế kỷ trước. Nghe cái chữ thế kỷ trước mà, hiểu rồi á. Tức là tụi anh đều là cụ hết rồi. Thì làng hết rồi đó. Có một dịp anh gặp Trung Nghĩa đầu tiên á, thì không phải là trên sân khấu, mà là qua một người bạn. Lúc đó là anh có một người bạn lại quen với anh Đặng Xuân Thìn. Anh Hùng, nếu mà anh có coi cái này thì anh cũng biết. Anh Hùng ở Lê Quang Định á, thì rất gần nhà Trung Nghĩa, anh mở những cái boom bar party này nọ. Thì anh có lại chơi và anh có quen với anh Thìn đó. Thì sau đó thì anh nghĩ là quen anh Thìn. Thì đi qua đi lại gặp nhau thì anh cũng có nói chuyện vài ba lần, nhưng vậy thôi. Đó, nhưng mà sau này đó thì cũng vì một cơ duyên rất là đặc biệt mà anh Thìn thì nhờ anh làm dùng, gọi là từ làm, là vì lúc anh chỉ là một học sinh, học đệ nhị, chưa biết gì về ca hát nhưng mà rất là thích ca hát và biết ca rất nhiều bài, lúc đó là ít. Thành ra anh Thìn mới biết là anh có một giọng ca tương đối được. Anh Thìn mới nhờ anh là làm dùng một show cho anh Thìn ở một cái bar tên là Bluebird, nghĩa nhớ không? Ở Nguyễn Văn Thoại. Lúc đó là cô này lúc đó lớn. Ủa sao lúc đó anh không có kèm thì anh Trung Nghĩa hát với. Thì lúc đó là mình làm ở đó rồi á, là lúc đó là ban nhạc của Candy Xuân. Thì có Tuấn Dũng, có Thìn, đó, rồi có Tâm Papa. Thì đại loại như vậy đó, thì Nghĩa coi như là lúc đó là Đắc Lân bắt đầu chơi nhạc luôn. Bắt đầu chứ Nghĩa nhớ không, hôm đầu tiên về đó, Nghĩa với Tuấn Dũng đi hai bên còn gọi tôi là dê dê mà, tại vì lúc đó tôi chỉ là một học sinh mới biết chơi nhạc. Thật ra là anh chơi nhạc sau anh Nghĩa khoảng nhưng mà bây giờ thì gặp lại là tất cả nhạc cụ là anh đã biết hết rồi. Nhạc cụ là sao? Cụ nhạc. Tức là lần sau tour dừng khoảng trong khoảng năm rưỡi, một dưới hai năm. Đúng rồi, dưới hai năm. Tôi đã trừ giữa băng rồi. Nhưng mà sau 75 là Lân ở lại và Lân lại chơi nhạc tiếp tục luôn. Tôi được một cái may mắn, phải nói là tôi có một cái thua sút, không phải thua sút mà một cái không được may mắn như bạn bè. Là vì khi mà tôi quen với Nghĩa và các bạn, tôi đi làm chơi nhạc khoảng chừng có một năm hơn. Thì tới năm 70 là tôi bị kẹt lính.
tôi hoàn toàn đứt liên lạc với tất cả các bạn. Sometimes lâu lâu tôi về, tôi ở Sài Gòn tôi cũng đi nhìn các bạn thôi. Tôi không lại bởi vì mình quá buồn. Mà mỗi người có một cái destiny. Nhưng mà sau khi mà 75 thì một cái phải nói là một cái điều may đã xảy ra với mình là mình lại không ngờ là mình lại được đi hát lại và hát. Nói chung là suốt cuộc đời của mình từ nhỏ đến lớn chỉ hát nhạc và chỉ chuyên chú vào nhạc Mỹ oldies thôi. Bởi vì mình ca nhạc Việt Nam chắc không ai mướn. Tức là sau 75 là bắt đầu là khi nó cho chơi nhạc Mỹ cho là bắt đầu là hát luôn tới bây giờ. Đúng rồi, hát tới bây giờ luôn. Và đúng như giống như Trung Nghĩa là anh không có nghề gì khác ngoài nhờ hát cho nên bây giờ trẻ ra mà. Trong vòng năm này gặp lại nhờ, trẻ hơn nữa, da mặt hồng lên, nó không biết là có bí quyết gì nên thấy bây giờ là nhưng đang hạnh phúc mỗi ngày mỗi vài cái. Da hồng lên happy hẳn ra luôn. Anh Đức Lân là hát club Napoli một thời gian rất là dài. Vậy hả? Anh hát đáp bố lý rất là dài. Đúng rồi. Có gặp em hồi đó không? Anh không nhớ. Đùa chứ em cũng có hát ở Napoli. Anh nhưng mà em là cái đời sau anh sau hát này. Anh là người thành lập ban nhạc Napoli. Anh nói đây không ngại gì hết. Anh thành lập ban nhạc Napoli. Từ năm 2004 cho tới 2009 anh là trưởng ban nhạc. Hồi đó là em mới vô Nam ấy. Tức là có vậy, tức là Đắc Lân cũng có cái thời gian cho nhạc Đắc Lân cũng được gần 50 năm. Sau 75 thì rất là nhiều mình làm sen kín đan kín cái chương trình cái thời gian này của mình gần như là almost về nhà. Bây giờ nhà của anh y như là cái sân khấu biểu diễn rồi. Em thấy đủ chưa? Thì đó là bây giờ Lấp Lăng lại nhà tình thương lại lập gia đình với lại một người tuy là không phải trong nghề mà quá đam mê âm nhạc nữa. Mê còn hơn mình. Cô ấy cũng là ca sĩ mà vừa là đó là một cái điều may mắn và hạnh phúc cho Lấp Lăng, tại vì khi mà lấy được một người mà cùng với đam mê đó thì có chuyện để nói, ngoài cái chuyện cãi lộn ra thì có chuyện để nói. Ý anh nói là cùng một người mà nghệ sĩ với nhau á thì là hợp về mọi thứ, vừa âm nhạc rồi ấy mà đã vậy còn người ấy lại là người là chuyên gia thẩm mỹ nữa cho nên là đẹp ra đẹp hẳn ra. Thôi bây giờ để mà thưa quý vị khán giả, chắc tôi phải bắt anh Lân hát một xíu cho quý vị nghe. Xin anh Lân giới thiệu một cái bài mà những cái thời xưa. Thưa quý vị, anh Đắc Lân là không có hát nhạc Việt Nam mà không có hát nhạc mới bây giờ. Vậy thôi, hát bài Bolero nhạc đi. Thiệt là xưa, xưa hơn Băng Nhi cái tuổi. Cái thời mình gặp nhau là cái thời có rất nhiều bài hay và âm nhạc. Nhưng mà trong cái điều kiện này với một cái cây đàn thùng á, thì mình giới hạn hơn một chút. Đúng. Mặc dù tài nghệ của Trung Nghĩa thì không ai bàn nữa. Bây giờ mình hát bài San Francisco. Ok. Hay, yeah, cái thời đó. San Francisco là một cái bài nhạc, thưa quý vị, là cái thời đó là tất cả những cái thời mà club Mỹ của chúng tôi là một bài number one hit mà nghe lần đầu tiên anh em chúng tôi đều ao ước đặt chữ xuống San Francisco hết. Xin mời quý vị nghe San Francisco by Scott McKenzie ha. If you go in to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you go in to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, summertime will be the loving day. In the street of San Francisco, chanter people with flowers in such a strange vibration, people in motion, with the new star nation, such a strange vibration, people in motion,
people in motion, for those who come to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hand. In the street of San Francisco, summertime will be the loving there. Yeah. Chắc bài này chắc chắn là lớn tuổi hơn em nhiều. Lớn bài hát này. 1965-66 á. Em 89-90. Nhưng mà cái thời của mình nó rất là nhớ The Beatles. Yes. Đó, cái thời đó là đấy. Đấy. Có luôn. Cái này là có người đặt hàng mình có phải mặc vậy. À. Nói chứ phải nói không phải khen bà xã mình. Bà ấy từ hồi bà biết mình bà thích nhạc ngoại quốc còn hơn mình và mê Beatles còn hơn mình. Thành ra ai cũng nói ủa tại sao Đắc Lân cứ hay mặc áo Beatles? Bà xã mua. Wow, quá chi là hạnh phúc luôn. Tên mọi người con gái nha. Xin phép anh cũng như là xin phép tất cả quý vị cho Băng Nhi một vài phút về quảng cáo về phần thông tin thương mại và chương trình sẽ quay trở lại sau ít phút.